VCAS cung cấp một tính năng hữu ích và thiết thực cho người điều khiển phương tiện, đặc biệt đối với xe chạy đường dài, bằng hệ thống nhận dạng thông minh AI giúp nhận diện lái xe khi buồn ngủ hoặc có dấu hiệu ngủ gật. Thậm chí khi người lái xe hút thuốc hay sử dụng điện thoại để từ đó đưa ra cảnh báo kịp thời nhất, đảm bảo an toàn cho cả lái xe lẫn hành khách trên xe. Với hệ thống cảnh báo 3 cấp độ bằng đèn báo hoặc còi hiệu, từ màn hình lái xe đến trung tâm điều hành hay chủ phương tiện gọi điện cảnh báo đến cấp độ cao nhất, buộc xe chạy chậm lại, thậm chí dừng hẳn để đảm bảo an toàn. Người lái xe cũng có thể truy cập vào VCAS để xem lại toàn bộ hành trình vừa di chuyển, từ đó nắm được khoảng cách và mức độ nhiên liệu, đồng thời kết thúc chuyến đi, nhận được đánh giá và điểm từ khách hàng trên xe. Người lái xe cũng có thể biết được hạng của mình so với các lái xe khác. Liên hệ tư vấn và lắp đặt ngay với chúng tôi theo số điện thoại 1900 989868 hoặc fanpage giải pháp tích hợp Viettel Construction để được hỗ trợ miễn phí.